À, xin chào anh Hoa. Trong video hôm nay á thì mình sẽ giới thiệu với anh em về một chiếc hộp khá là quan trọng trong hệ thống Smart Key. Và chiếc hộp này nó đóng vai trò rất là quan trọng, và hầu như các cái xe ngày nay đều có trang bị chiếc hộp này đối với những cái xe trang bị hệ thống Smart Key, hay gọi là chìa khóa Smart Key không. Thì chiếc hộp mà mình vừa nói là chiếc hộp nào đây, chiếc hộp này anh em ha, và chiếc hộp mình đã đấu sẵn trên màn hình ở đây để anh em có thể xem ha. Thì đây là chiếc hộp mà mình muốn giới thiệu cho anh em ha. Tại sao anh em cần phải biết các cái hộp này? Bởi vì các cái hộp này nó có thể can thiệp vào động cơ, dẫn đến động cơ có thể là không nổ máy nè, hay là không nhận chìa nè. Và khi anh em biết được các cái hộp này nó có vai trò như thế nào, thì anh em có thể chẩn đoán được các cái lỗi liên quan đến cái việc là hệ thống đời không hoạt động, mà anh em bật chìa khóa nó không qua các cái vị trí là on hoặc là không nổ, không có tín hiệu. Và điều thứ ba đó là gì, là anh em biết được cái việc mình cài chìa là nó được học về các cái hộp nào trong cái xe ha. Thì video này mình sẽ giới thiệu với anh em những cái thông tin quan trọng, nhất là gì, về sơ đồ mạch điện, thứ hai là cái data của chiếc hộp này, data của chiếc hộp này, và những cái trường hợp mà anh em cần biết đối với chiếc hộp này. Và để biết chi tiết hơn thì anh em có thể liên hệ qua bên mình để có thể hỗ trợ cho anh em ha. Thì anh em có thể nhìn thấy ở trên mô hình thì chiếc hộp đã được mình đấu sẵn ha. Thì khi mà mình đấu rồi á, mình có thể ghi nhận được các cái tín hiệu của chiếc hộp này nó báo về như thế nào. Và để được đấu được cái này á, mình đã phải, thứ nhất là phải nắm được cái sơ đồ mạch điện và làm sao để kết nối được chẩn đoán và chân nào và cân kết nối chẩn đoán. Thì đây là những cái trường hợp mà anh em có thể gặp phải ngoài xe, là nó mất kết nối, rồi mất nguồn, hay mất giao tiếp, rồi cái chìa khóa của anh em nó không thể qua vị trí on hoặc không có tín hiệu đèn. Thì sau khi mình kết nối được á, thì mình sẽ đọc được lỗi của chiếc hộp này và data. Thì bây giờ anh em cùng quan sát lên trên màn hình, thì mình sẽ đọc lỗi chiếc hộp này và giới thiệu cho anh em những cái data, và những cái data đó có vai trò như thế nào. Ở trên màn hình anh em có thể nhìn thấy ở đây ha. Thì cái hộp mà mình đang đọc lỗi đây á, là một chiếc hộp của dòng xe Kia ha. Và anh em có thể nhìn thấy đây là số năm của cái hộp này. Và rõ ràng anh em có thể nhìn thấy là từ năm 2012 chiếc xe này cũng đã trang bị cái hộp này. Và tính đến năm 2020 thì anh em thấy là cái số lượng hộp nó khá là nhiều rồi, đúng không? Thì nó cũng khá là nhiều căn bệnh về việc này. Thì bây giờ nên xem mình kết nối như thế nào không. Bây giờ mình sẽ đọc lỗi chiếc hộp này không. Mình đọc lỗi ha. Anh em thấy là cái gì? Mình vừa đọc lỗi thì nó không có lỗi gì ha. Bây giờ mình sẽ vào cái data của chiếc hộp này ha. Nó như thế nào ha? Thì anh em thấy rằng gì, data nó báo về rất là nhiều cái tín hiệu, thứ nhất là AC, IG, rồi các cái driver door, hand stone ha, rồi rất là nhiều các tín hiệu nguồn, km và các tín hiệu về khóa cổ lái. Thì đây là các tín hiệu liên quan đến các bộ phận cấu thành trong cái hệ thống Smart Key. Thì đây là các cái data mà nó báo về để anh em có thể nắm được tất cả các cái data này, và dựa trên cái data này để biết được cái tình trạng của chiếc hộp nó như thế nào. Thì anh em phải quay lại cái sơ đồ mạch điện. Sơ đồ mạch điện là cái gốc của vấn đề, để anh em dựa trên data để biết được cái đường dây tín hiệu đó ổn định hay không, rồi nó
tốt hay không. Thì bây giờ anh em sẽ mở cái sơ đồ mạch điện ha, sơ đồ mạch điện của chiếc này ha. Thì mình sẽ lấy cái sơ đồ mạch điện của cái hệ thống này ra. Đó. Thì cái hệ thống nó là gì, anh em chỉ cần lấy đúng cái sơ đồ thôi. Mình sẽ lấy đúng sơ đồ đó. Đây, anh em thấy không? Rồi, anh em thấy đây là cái sơ đồ của chiếc hộp này ha. Thì chiếc hộp này anh em thấy là khi mà mình vào cái sơ đồ mạch điện của chiếc hộp này, nó có tất cả bốn sơ đồ đúng không? Rồi có rất là nhiều các cái thông tin trong cái hộp này. Thì trong cái sơ đồ này nó gồm có những cái gì để cấu thành lên trong cái sơ đồ, rồi các bộ phận đó có vai trò như thế nào, như là nút bấm sửa stop, rồi cái khóa cổ lái, các đường dây tín hiệu này có vấn đề gì, có chức năng gì, rồi các anten trong hệ thống smart key nó đóng vai trò như thế nào và làm sao để kiểm tra các cái tín hiệu đó, và các cái nút ở trên tay cầm phi cầm ha, nó có các cái nút mà anh em đã hiểu rõ cái chức năng của nó là bấm thì nó có thể lock cửa hay mở cửa ha. Thì những cái vai trò đó nó có ý nghĩa như thế nào, và các cái tín hiệu nào để khi anh em bật cái nút start off nó về vị trí off mà nó ok, rồi cái khóa cổ lái này nó đóng vai trò như thế nào để thực hiện trong cái hệ thống smart key, và khi anh em cài chìa thì cái code của cái chìa nó được học và lưu ở đâu trong cái hệ thống này, và các nguồn nào cung cấp tới cho chiếc hộp này để chiếc hộp này hoạt động ha, rồi các cái nguồn nào liên quan đến cái việc là điều khiển cái hệ thống đề. Thì tất cả cái nội dung này nó nằm trong cái phần trang bị về hệ thống Smart Key. Thì nếu anh em có những câu hỏi và thắc mắc nào, hay là có những băn khoăn nào liên quan đến cái hệ thống Smart Key này, thì anh em có thể liên hệ với mình hoặc là liên hệ hoặc là inbox bên mình để được hỗ trợ và để giải đáp thêm. Video của mình đến đây kết thúc ha.